Lần này thì không được, lại là một pha đè bóng tốt của Flavia. Running point không thành công. Trọng tài xác định bóng ngoài. Đè bóng tốt. Cú trái xuất sắc của câu trả lời của bắt bài. Game
Lại là một cú trái tốt cho Flav. Bỏ nhỏ lại. Rất hay. Lần này thì không có. Game trắng cho Panetta, 5-3. Điểm winner. Thêm một điểm winner cho Flavia. Rất mạnh.